Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ lại trở lại với vườn nho của Jimmy Farm. Nho của Jimmy đã được thu hoạch từ tuần trước rồi các bạn ạ. Hôm nay thì nho đã chín hơn, chuyển sang màu đen nhiều hơn này. Hôm nay thì mình cùng các bạn ở Jimmy để đi live stream cho quý khách, các gia đình biết là nho của bên Jimmy vẫn còn khá là nhiều và chín này, đen rồi này, và chỉ chờ các gia đình tới thu hoạch thôi ạ. Nho tuần này đã ngọt và chín và ngọt hơn tuần trước rất là nhiều, và farm cũng sẽ bọc những cái túi này này để cho nhanh chín và tránh những các bạn bay vào đây nhỉ, thưởng thức nho trước chúng ta. Đây, trái nho khá là to này. Vâng, thì một cây nho ở farm thì sẽ để khoảng 2-3 chùm to như vậy cả nhà. Đấy, để ít chùm thì nho sẽ to hơn. Đấy, và đều hơn. Đây, chúng ta sẽ ra để xem các bạn để live stream cái gì nào. Đấy, những cái chùm nho. Đây, các bác nông dân cũng đã bọc vào đây để cho bảo quản nho đấy, cho mọi người tới và hái thôi. Đây, mọi người có thể nhìn thấy cái dàn nho này. Đấy, thích chưa? Đấy, một cây cũng khá là nhiều chùm. Ừ, nhiều chứ nhỉ, không phải 2-3 chùm đâu. Và một, để mình đếm thử xem nào. Một chùm này, hai chùm này, ba chùm, bốn chùm, năm chùm, sáu chùm, bảy chùm. Ồ, chùm kia nhỏ nhỏ là tám chùm. Đấy. Một cây nho khỏe, cây nho này là khoảng 4-5 tuổi nhé. Đây, chùm này to quá này. Đấy, nho đã chín đen rồi đấy, màu này là cũng màu đen rồi này, đỏ thẫm rồi cả nhà. Thôi mình sẽ ra xem các bạn live stream nhé, để thông báo trực tiếp tại vườn nho của Jimmy. Hôm mai mọi người có thể tới để thu hoạch. Cái này là khi khách đến sẽ được các bác nông dân bỏ ra để cho mình lựa chọn nhé. Ôi, chùm nho này dày quả quá này. Bạn ấy mới live stream mà đã mỏi rồi. Đâu đây. Ôi, chùm này đen thế. Oh. Em xin ăn thử một quả nhá. Vậy là phải thu hoạch luôn mới xong ăn thử chứ. Thôi, hái đỡ một quả đi. Đâu, bạn thử thưởng thức một trái xem nào, xem ngon chưa. Em đã xin phép quản lý để ăn thử một quả nho rồi mọi người ơi, sẽ nâu qua là ăn được rồi. Tại vì nho nhà mình là trồng theo tiêu chuẩn Việt Grab, có thể ăn trực tiếp luôn nha mọi người nha. Nho không hạt đây, mình sẽ ăn cả quả luôn. Hiện tại thì nho đang gọi là vào độ chín đấy. Nếu như mà ai mà thích cái vị tự nhiên của nho ấy, thì sẽ cảm thấy rất là thích, bởi vì mùi rất là thơm và vị nó sẽ chua chua ngọt ngọt nha cả nhà nhé. Nếu như ai mà muốn ăn ngọt hẳn thì sẽ kiếm những cái chùm nó thật là đen. Đây, ví dụ như chùm này đen xì luôn. Quả to lắm mọi người ạ. Bằng ngón tay cái của em luôn. Quả to lắm. Đó. Cả nhà có câu hỏi hay thắc mắc gì thì có thể comment để em có thể giải đáp cho mọi người nhá. Mình nói về cái gì bây giờ nhỉ?
Đây, khu bên đây là vườn ổi của Jimmy các bạn ạ. Người có thể thu hoạch ổi nhá. Đây có những bác nông dân sẽ chuẩn bị những cái túi này để đi bọc ổi này. Bọc những trái ổi lại. Đây sẽ bọc như thế này cho mọi người thu hoạch. Bữa trước là bọc cả cái xốp, nhưng mà nên khi mà bọc cái xốp này thì mọi người sẽ khó nhìn thấy cái quả bên trong nó như thế nào. Hiện tại thì farm này chỉ bọc cái ni lông thôi, giống như kiểu ở trong miền Nam cũng vậy, họ trồng ổi hay chỉ bọc ni lông thôi, mọi người sẽ dễ thấy chứ cũng không cần. Đấy, đây những quả to như này, to đùng này, đấy và to hơn nắm tay rồi này, mọi người có thể tới thu hoạch nhá. Đây này, thế này đây, cái này như này chín quá rồi, nhưng mà qua cái xốp này thì sẽ khó nhìn thấy. Bây giờ chỉ bọc cái ni lông này thôi. Đây mình sẽ thu hoạch thử nhá. Đây, ổi đây to quá này. Ăn luôn. Có bạn kiến. Đây này mọi người thu hoạch cả ổi tại farm là khoảng 30.000 một cân nhá. Đấy, ổi khá là ngon. Ờ, sạch. Đấy, bọc xong như thế này này. Sẽ không có phun thuốc. Trồng ổi thì organic nhá. Let's see. Đâu mình để đây mình sẽ ăn thử nè. Thế này chắc cũng phải rửa qua đi. Xong nó hơi hơi rồi. Đây, cái ổi khá là to này. Thơm. Đây vườn ổi thì đấy, là dọc khu bên đây các bạn ạ. Cũng được cả vài ngàn mét vuông đấy. Đây, sẽ là ổi này. Ta sẽ được những quả ổi to như thế này nhá. Xong mà bịch ni lông khá là nhiều, mọi người ơi. Để tới đây tìm và thu hoạch. Đấy. Vườn ổi đấy, rộng tít ra đằng kia. Còn bên đây sẽ là vườn cam của Jimmy. Vườn cam này thì sẽ được thu hoạch vào dịp quý 4 nha, tháng 11, tháng 12. Đấy, cũng hơi nhiều cỏ này, đây mới trải được cái thảm ở đây thôi, bạt ở đây thôi. Đây là trong vườn cam, khá là mát mẻ. Khi mà sắp thu hoạch thì farm cũng sẽ trải bạt để cho sạch sẽ, mọi người có thể thu hoạch. Đấy, ô bên đây mình phát hiện ra, để xem vườn gì đây, ra một vườn dưa. Dưa các bạn ạ. Đấy, dưa hấu nhá. Đây. Một thời gian ngắn nữa thôi là có thể thu hoạch dưa hấu. Đây phần dưa hấu kéo dài từ dạng xe đấy, gần bờ đê. Đấy, qua bên đây. Bên đây là dưa vàng. Đấy, quả dưa vàng này to phết rồi. Đây, dưa vỏ vàng đây. Dưa vàng. Ôi, đi cẩn thận không này. Ôi. Đấy, pha mới cho ngắt ngọn đi này. Ngắt ngọn, bớt ngọn đi chỉ cho nuôi quả đấy. Bên đây là dưa hấu nhá. Đây, những cái quả dưa hấu đây. Đấy. Dưa hấu xanh. Đấy, sắp tới các gia đình cũng sẽ được trải nghiệm hái dưa hấu. Đây ạ. Dưa hấu to hết rồi. Còn bên đây là dưa vàng, dưới này là dưa đỏ. Đó, xanh vỏ đỏ. Còn vườn cam của farm thì khá là rộng. Hơn 2 hectare cơ. Dự kiến là cuối năm nay cũng sẽ cho thu hoạch được khoảng vài chục tấn cam. Cam canh các bạn nhé, cam canh cả nhà. Đấy, cam đấy. Tôi xem quả nào đâu mày sao. Mình nhìn kỹ đã thấy quả chưa? Đây cam các bạn ạ. Đây là những quả cam nhá, mới bằng ngón tay thôi. Cam này.
Đây, những trái cam còn nhỏ xanh xanh ấy, nên là núp trong lá rất là khó, còn khó thấy. Và cam giống cam của farm là cam canh nhá. Đây, to hơn ngón tay rồi này, những quả này thì to hơn ngón tay rồi này. Ồ, đây là cây cóc các bạn ạ. Giờ mình mới phát hiện ra là farm có cóc luôn. Ồ, vừa có quả vừa hoa này. Cái lá cóc này ăn sẽ chua chua rất là ngon nhá. Cái này hãy ăn món cái bánh tráng ấy. Nào. Cái này lá nó chua, còn cái lá xấu mình ăn thì nó lại chua chua chát chát, mà lá cóc này thì vị chua các bạn nhé. Cái này mấy cái món mà bánh tráng cuốn ấy, họ hay dùng cả cái lá cóc này nữa này. Cái quả đây, quả non. Ô, ra hoa ra quả quanh năm à, suốt à, quả thì vẫn có hoa này. Như hồi mình vừa mới nhìn thấy cái chùm quả to to. Ồ, đây, chùm quả nó kìa. Đấy. Đây là farm trồng rất loại nhiều loại cây ăn trái quả các bạn ạ. Xem nào. Vừa nhìn thấy cái chùm cóc to to ở đâu ấy. Đó, xong phía trong đâu rồi. Ô, đâu nhỉ? Ở đây phía bên kia mới nhìn thấy. Đây. Ôi trời. Đấy, chùm cái trái cóc này. Trái cóc này họ hỏi các bạn hay được ăn xóc với muối đấy. Đây, đấy. Mình cũng chôm chỉ ăn quả nhá. Cóc này thì trong miền Nam thường ăn với muối tôm Tây Ninh các bạn. Chua. Đấy, cóc dầm hay là cóc muối đấy. Cóc ở xoài Mỹ Ghim ấy, trong miền Nam thường hay ăn vậy các bạn ạ. Này xóc với muối tôm này. Hoặc là ngâm với đường với muối ớt đấy đó. Chua rất là ngon. Ngon. Nó giòn ngon các bạn. Đấy, lá này thì sẽ ăn với các món cuốn. Sẽ cực kỳ ngon. Đây, ra hoa ra lá có cái ngọn to quá này. Đấy, mọi người cũng sẽ có thể tới đây để thử cái món cóc này nhé, quả cóc này nhé. Ô, cái ngọn này, cây này ngọn to đùm này. U cha. Ngọn này mập thế. Đấy. Cái lá này, đấy, ăn sống. Hay là ăn các món nướng cũng được các bạn ạ. Cả nhà. Ăn các món nướng này. Cái này cuốn ra ngoài xà lách với rau sống mà cuốn cái lá cóc này rất là ngon. Chua ngon. Bên cạnh đó thì farm vẫn có những hàng đu đủ các bạn ạ. Quý vị các bạn là cả nhà có thể thu hoạch cả đu đủ nữa này. Hôm trước mình có đoàn các cô mua cả chục ký đu đủ đấy. Ở đây cũng tương đối ngọt rồi các bạn ạ. Đây, hai hàng này là để trồng đu đủ này. Ồ, cũng nhiều quả đu đủ chín quá kìa. Cho thu hoạch thôi. Đây, đấy, mọi người có thể thu hoạch nhé. Hoặc là nói các nhân viên của farm là thu hoạch cho. Như này này, mình về giấm chín cũng được. Nha, yeah, Action quay rồi đấy. Lại cả live stream hái dưa. Đúng rồi, live stream hái dưa đi, nhiều dưa lắm này. Bấm live stream tiếp lại chung với. Ừ, live stream đi. Cái máy nó tài thật, em cứ bảo là em cứ nghĩ trong đầu định tắt một phát là mạng nó tự mất luôn. Ồ, oh, còn thế à, đấy là theo em đấy. Ơ, đang quay à? Đang quay. Cầy cục. Người ta không đây. Biết sao nào. Nào, nào. Live stream hay là quay video nhỉ? Live stream cũng được. Lát quay video ngắn. Đây mọi người ơi, đến thu hoạch nho ở chi dưa. À, thu hoạch dưa chuột baby. Không, em chọn những cái quả to hơn đi, cái đó để mai cho khách hái. Mai cho khách thu hoạch. Dưa chuột baby là cái. Ôi mà nó to quá rồi này. Đó, nói là baby mà để to quá rồi này. Đây. Bây giờ nó là không phải là để to nha. Đấy. Bây giờ nó là big bee thôi. Đây những quả dưới này này. Phải thu hoạch đi này. Em ơi, đấy to quá rồi này. Dưa này ăn khá là giòn ngọt rồi nhá. Đây anh thử quả đó coi nào.
Đấy. Mọi người rửa cũng được, nhưng mà nếu ăn tại vườn thì mà hạn chế ăn tại vườn cả nhà ha. Mà cần rồi hăng ăn nhá. Đây. Đấy, trồng dưa sạch các bạn ạ. Rất là giòn ngọt các bạn ạ. Trồng dưa thì chỉ cần những cái dây mà nó xấu xấu thế này thôi thì mới sai quả, chứ tốt quá thì lại thành tốt lá. Một cái mắt, một cái mắt lá thì rất là nhiều nhiều quả con nhá. Đây. Đây nó quả mà chịu nặng xuống này. Ôi em ơi, bó ấy sao mà nó đấy, nặng quả nặng quá mà nó chụt hết xuống đây rồi. Thì đó, không cắt đi nó sẽ bị tụt cây đó anh. Đây Hồng xem ở dưới này. Ô xem nào, thôi quả này chưa được đâu. Để to hơn mai đi. Đây. Đây cái quả kia thôi. Đấy. Quả nhỏ để lại cho mai cho thu hoạch. Đấy. Nó nặng quá, nhiều quả quá nặng quá mà. Mà nó cây nó bị chụt xuống rồi này. Rất là nhiều dưa nhá mai cả nhà. Đây là giống dưa quý vị các bạn. Ngon giòn ngọt các bạn. Ồ to quá rồi này. Giật baby mà để to rồi này. Đấy, nhưng mà nó không bị già đâu nhá mọi người ơi, không bị đây, già. Không bị già đâu, quả to này như mình ăn này, non, thế là non. Mà ý là mọi người có thể thu hoạch những cái quả nhỏ hơn á. Ý là quả này thì nó nhỏ nó cũng đã thu hoạch được rồi. Rồi như quả này này, ăn là ngon rồi. Quả dưới thì nè, dưới hai quả hay rồi. Không. Em cứ để đi, xong rồi thu hoạch được có mấy cây thôi mà đã đầy rổ rồi. Quay lên này đi. Ồ, nhiều quá này. Đây. Một cây rất là sai. Cả nhà quý vị và các bạn hãy thu hoạch những cái quả này này, bây giờ phải thu hoạch những quả này thì những cái quả nhỏ này nó mới lớn lên được hả? Đấy, để thu hoạch cái liên tục hàng ngày ấy. Đây quả đây sai chi chít thế này cơ mà. Nếu mà mình không thu hoạch những quả to thì những cái quả nhỏ sẽ không lớn được và nó sẽ bị hỏng hư như này nhá, nó sẽ bị teo đi ấy. Đấy, nên là rất cần thiết là quý khách và các bạn cả nhà hãy tới để thu hoạch những cái quả to này đi, để cho những cái quả nhỏ nhỏ này đấy nó sẽ được là nuôi dưỡng được lớn lên. Đây, một cái vườn dưa khá là rộng. Và chỉ chờ các bạn tới để thu hoạch thôi. Chờ các gia đình tới để thu hoạch. Đấy, những cái quả nó nặng quá này nó bị... Đấy. Ghim ở đây rồi nhưng mà nó nặng quá nó sẽ bị... Đây. Đấy, bị trôi xuống này, bị trôi xuống này. Đấy, quả nhiều quả quá này. Đấy, những cái quả đấy dây nó sẽ vừa tầm như này thì sẽ rất là sai quả nhá. Chỗ đằng kia thì mình thấy đây dây nó tốt hơn cả. Trồng dưa thì cũng chỉ cần những cái dây nó tương đối này thôi, không cần nó phải tốt bượp như này. Đấy cái này thì ngọn to, cây to mà lại ít quả hơn. Đấy, cũng ra hoa ra nhiều nhưng mà sao mình thấy nhiều hoa đực thế? Đấy, những cái cây to này thành nhiều hoa đực hơn này. Đấy. Quả thì ít hơn. Cũng có quả nhưng mà ít hơn. Đấy, mà những cái cây mà nó nhỏ nhỏ xương xương này này thì lại thành nhiều quả các bạn. Đấy. Chùm. Các gia đình cứ tới hái là thì có quả nó sẽ được nuôi dưỡng và sẽ lớn lên hàng ngày. Đấy. Mà bên farm đang tính là cả nhà có thu hoạch nhiều nho ấy thì farm cũng sẽ tặng cái dưa chuột baby luôn. Ô, cái chùm nhiều quá này. Đây, đấy cái nách này. Rất là nhiều quả. Đấy. Nó bị chùa xuống tận đấy này cơ mà. Đây một cái dây này. Ô cha. Đây. Đây mình sẽ quay những cái chùm. Đây quả nặng quá mà nó trôi xuống tận thế này cơ mà. Đấy. Đấy, quả nặng quá là cái dây nó không đỡ được ấy. Cái tay của cái cây dưa nó không chịu được hay là nó bị trụt xuống tới thế này cơ mà. Đấy, vườn do đấy khá là rộng như thế này cũng sẽ ra được cả hàng tạ quả đấy ạ.
mọi người cứ tới để thu hoạch thôi. Đây như cái cây dừa này, đây sai từ gốc tới ngọn, đây quả nó đây, đấy mọi người thấy chưa, đấy, đấy đến tận ngọn này, quả này, mọi người phải thu hoạch thì mới có quả nhỏ này nó mới lớn được, thì cây sẽ nuôi những quả nhỏ này lên. Ở trong này cái đường đi thì farm sẽ trồng những cái hàng này, dây chanh leo, chanh dây. Đấy, mà cũng có xuất hiện vài cái quả bầu hồ lô kìa. Đấy, đâu nhỉ? Đấy, cái quả bầu hồ lô này nhìn khá là xinh. À. Có một số cái quả bầu này điểm điểm ở đây cũng xinh. Đẹp đẹp. Đấy, ở đây rất là mát này, dày chưa? Lá dày. Mát này. Xong đây là vườn dưa chuột baby. Đấy, các bạn cũng đang đi để thu hoạch dưa đấy. Bên đây là khu cà phê buổi tối của Jimmy các bạn ạ. Đấy, ngồi có những cái lùi này, thắp đèn này khá là đẹp. À, cái bên là cái bếp nha, để cuối tuần này bắt đầu phục vụ có đồ ăn buổi tối ở đây ạ. Đấy, phía sau là khu camping kìa. Khu camping, đúng là lẩu. Dưới này là khu ao cá, bây giờ mình sẽ đưa cả nhà đi tham quan khu động vật và ao cá. Đây chỗ này thì cái máy xúc họ đang làm cái gạt cái khu này để farm lắp một cái bể bơi ở đây nhá. Đấy, bể bơi khu đó. Đấy, khu đây vườn hoa này đang cải tạo lại cho nó xinh xinh một chút. Đây là cái khu mà vật cá cho các bạn nhỏ. Đây các bạn nhỏ sẽ lấy cái rổ này nhá. Rổ cá đâu hết rồi? Đấy, nó sợ nó chạy rồi. Đấy, cuối tuần thì là bắt thêm cá. Cái này hầu hết là cá rô phi các bạn ạ. Ủa nó chạy nhanh quá. Đây. Đây. Ui da. Ủa vẫn khỏe chạy nhanh các bạn ạ. Đấy, màu cá rô phi thì nó lại trùng với cái màu của cái bể này. Nên là nhìn cũng hơi khó. Đấy, nó chạy rất là nhanh. Bên đây là các bạn thỏ. Đấy, các bạn thỏ đang chơi. Đây, bắt tay cái nào. Đâu, tay đâu. Các bạn thỏ đấy. Tay đâu, đầu bắt tay nè, đấy, bắt tay nào. Đây, tay này, đây, thả tay lên đây. Họ xinh ghê. Các bạn hỏi bên đây là các bạn chuột nhá, các bạn chuột đi đâu, đi ngủ nó hết rồi. Các bạn chuột lang. Bên đây là các bạn cây. Sao? Ý kiến gì? Bên đây là các bạn nhím. Không có bạn nhím đâu. Ôi, nằm dưới chân thầy bay ra này. Ghê chua, cái lông nó kìa. Đây, đang thay lông đấy. Ôi, nhìn đi. Ôi, hở cái da ra rồi kìa. Thay lông đẹp hơn, bữa trước lông sơ sát này, giờ này thay lông thấy đẹp hơn rồi. Lông đều đẹp, không bị gãy nữa rồi. Có con. Nhím đấy. Bên đây là bạn gấu mèo nhá. Sao con? Mấy bạn lợn sẽ được thả ra khu này. Này là ở trong chuồng rồi. Đấy. Đấy chỗ là mấy cái bạn chỗ ủi đấy. Này ủi đất này. Các bạn gà mái kia thì thấy suốt ngày đi ra. Giờ còn mình bạn gà thôi. Bên kia thì có vịt ngỗng. Đấy và phía sau đấy. Và khu này là cừu dê nhá. Mấy cỏ cũng là khá là tốt để cho các bạn thấy rồi.
Kiểu dê đang gặm cỏ bên kia kìa. Có một cái xích đu để cho mọi người chụp ảnh. Đây sen này. Chỗ này sen cũng đã lên rồi. Phạm đang trồng mướp để cho nó mát chỗ này. Bên trước là đây là những cái dây mướp cũ này, khô rồi. Đấy, còn những cái quả kia đấy, đem hạt đi vào trồng. Đấy, sẽ được những dây mướp như vậy này. Nó sẽ lên đây là mát nhá. Nó có trồng cũng khá là nhanh. Một thời gian ngắn rồi sẽ rất là mát. Lục bình. Cái lục bình lên khá là tốt này. Cái bèo tây đấy, lục bình hoa tím này. Đây là khu hoa bách thủy tiên, ra hoa rất là đẹp bây giờ. Đây là hé bớt rồi, thành nụ bây giờ. Chúng ta hoa trắng trắng đấy. Trồng ở đây tốt ghê. Cái này là cho cái nước ở dưới hồ cá lên bơm lên này, khá là tốt, bùn tốt. Bên đây là khu ao. Cá ao. Cá coi nhá. Các bạn cá coi dưới đây này. Cuối tuần mọi người sẽ được câu cá ở khu bên đây. Cá rô phi, cá chép, cá chép hồng nữa. Đây, cái thùng đồ ăn để cho cá. Đây. Cá này là cá chuối hoa, cá lóc, lóc bông. Đây là chuối này này. Cá lóc bông thì ăn cái thức ăn nó nhỏ hơn. Còn bên đây sẽ là cá coi. Đó, coi nè. Con đâu rồi? Cá coi đâu? Cá đâu? Sao chưa thấy đâu? Đâu hết rồi? Chắc ăn no đi đâu hết rồi. Bình thường nó phải lắm. Đấy. Bóng bóng bang bang. Đấy, chưa? Đấy. Mình lấy thêm nhé. Mình cho ăn quen rồi thì nhiều khi là đấy, mình sẽ lắp cái này là cá sẽ tới. Giống như mấy người đưa cá vậy đó. Đấy, các bạn kìa. Leo lên bờ xem nào, đấy. Đấy, đã thấy mùi rồi đấy. Đấy, bạn này muốn leo lên bờ luôn rồi. Mình khá là thích các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn những ngày cuối tuần, ngày mai tới tham quan và trải nghiệm tại Chimmy Farm. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.